Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại kênh Trailer PT Nhật Đức. Hôm nay thì mình lại review, giới thiệu cho các bác một cái là côn của Kia. Đây chính là Kia K165, K3000, K140. Đấy, hàng này là hàng xịn sò các bác nhé. Đấy, xịn sò 100% luôn này. Nói luôn với các bác là hàng này ở ngoài thị trường có rất nhiều hàng dựng. Hàng dựng là như nào? Hàng dựng là họ có thể đóng mác Kia, Hyundai vào đây nhưng mà nó không phải là hàng chính hãng. Còn trước mặt các bác đây đó chính là cái lá khuôn Kia Moto xịn chính hãng lắp cho Kia K165, K3000 và K140, hàng xịn sò luôn. Đấy, giá thành của cái này thì nó hơn 1 triệu một cái lá khuôn xịn. Còn bình thường các bác mua trên thị trường thì nó sẽ dao động tầm khoảng 750-800, thì toàn bộ hàng đấy là hàng dựng các bác nhé. Hàng dựng là hàng đóng hộp mô, đóng hộp vỏ Kia Moto đỏ, nhưng mà bên trong lá khuôn là không hàng xịn. Thì đây trước mặt các bác đây nó là lá khuôn xịn. Một số những cái điểm chi tiết để các bác phân biệt hàng xịn, thứ nhất hộp nó phải chuẩn xỉ hộp xịn này. Hộp đây nhá, có tem mã vạch đàng hoàng, các bác có thể tra quy code trên Zalo hoặc trên một số những phần mềm đấy, là các bác sót vào đây các bác có thể tra được cái địa chỉ cũng như là một số cái thông số của cái lá khuôn này. Thứ hai, khi các bác bóc ra thì bên trong nó sẽ đóng một cái giấy bằng ni lông đấy, ni lông. Và cái túi ni lông này các bác lưu ý này, cái túi ni lông này rất là đơn giản thôi, nhưng các bác lưu ý nhá, cái túi ni lông này nó sẽ đút hộp, đút cái lá khuôn vào như thế này, nó như một túi đựng đấy, túi đựng nhà này các bác này, chứ nó không phải là như các lá khuôn hàng dựng họ đóng vào xong họ búi bốn gấp bốn đầu đâu, nhưng mà cái lá khuôn này đựng như một cái túi luôn đấy. Một cái chi tiết nó rất đơn giản nhưng mà các bác hãy lưu ý, đây đựng như một cái túi luôn các bác nhé. Cái vừa bên này nó bịt kín này đấy. Cái chi tiết thứ ba nữa là các bác nhìn vào lá khuôn. Lá khuôn xịn thì thường thường nó sẽ dập như này, nó sẽ in, các bác nhìn này, in biểu tượng Hyundai, Kia, rồi một số những cái thông số đấy. Và đặc biệt nữa, các bác nhìn vào cái lò xo của nó ấy, đấy, nó sẽ có cái màu xanh bên trong và bên ngoài nó là không sơn gì cả. Và đặc biệt nữa là cái lá đồng của cái đồng ở trong cái lá này, nó rất là nhiều, nó nhiều đến nỗi là gần như là nó phủ kín bề mặt của cái phíp này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, đây, răng lợi nhá, đàng hoàng rất sắc nét luôn. Đây là con xịn các bác nhá, xịn sò 100% luôn. Đấy, các bác vì cái lá côn này trên thị trường nó có rất là nhiều loại. Ví dụ như là hàng Valeo thì các bác phải mua đúng Valeo xịn xanh hòn chuối. Nhưng mà Valeo xanh hòn chuối thì nó cũng có Valeo tàu rồi. Vì cái dòng xe này nó rất là phổ thông trên thị trường, thế nên thành ra là hàng tàu cũng như là hàng nhái rất là nhiều. Các bác lưu ý khi mua hàng. Còn hàng này nhà em là côn xịn, bảo hành cho các bác nếu không xịn, một đổi một và một đền một luôn. Đấy, Kia K165, K3000 đấy, và K140, tất cả đều bao chung là côn này. Đấy, xịn sò thì... đấy, đấy là một số những cái chi tiết thôi. Còn thật sự ra thì đôi khi các bác cầm cái lá côn tàu thì nó cũng giống hệt như này, nhưng mà cái chất lượng các bác chạy, độ bám của côn và cũng như là độ sắc nét thì sẽ không có như này đâu. Đấy, hôm nay em quay thực hành cho các bác xem này. Đấy, lá côn nha các bác nhá. Đây, chúng bắt chú ý trước chúng ạ. Đây, mình sẽ đo cho các bác cái bản lá côn này để cho các bác tiện thể biết được luôn này. Của nó là trang trang bắt chú cái bút dạ, bút xóa không? Bút dạ không này? Dạ được xóa không này? Đây, đây của nó là bản nha các bác này. Đây là lá côn nhá. Các bác mua lá côn thì nó sẽ có hai cái lưu ý. Một là các bác đo bản này, bản thì từ ngoài mép cho đến cuối cùng nó là rơi vào 24. Đây bản 23,5. À, bản 24 các bác, sorry các bác. Đây là bản 24. Đây các bác đo như này nhá, chứ không phải đo được trong lòng mà đo bên ngoài. Bản 24 cộng hai là đếm răng. Đây đếm răng thì các bác đánh dấu này. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bản 24 và 22 răng. Đấy, con này chính là bản 24 và 22 răng. Đấy, các bác cứ đo răng, đếm răng này, đo bề ngang, đấy. Và chụp qua một số hình ảnh để mua những cái lá côn khác. Đấy, vì đôi khi nó có rất nhiều đời. Đây là xe Kia thì nó phổ thông. Cho một số dòng xe tàu hay là dòng xe Isuzu hay là dòng xe Hyundai thì các bác nhớ là làm như vậy. Và là cho số khung thì bọn em sẽ tra được để bán được đúng đời. Đấy, cảm ơn các bác đến video này, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác mà mua là côn xịn thì các bác đến cùng chúng tôi Nhật Đức nhé. Liên hệ với em hotline là 0978823083 và 0978823038.
cũng như máy bàn là 0243 886 126. Đấy, cảm ơn các bác rất nhiều đến video này. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Đấy,